Hội ngộ di sản văn hóa ba miền là hoạt động văn hóa hấp dẫn nhằm nhắc nhở giá trị văn hóa cổ ở Việt Nam như nền văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Ốc Eo. Lần đầu tiên, hơn 500 di vật, hình ảnh của các tổ chức cá nhân và hàng ngàn tài liệu hiện vật đã được những nhà sưu tầm hiến tặng và giới thiệu đến công chúng. Trong đó có 4 bảo vật quốc gia gồm Linga Yoni bằng vàng, tượng thần Brahma bốn mặt, tượng thần Vishnu vũng liêm, chất liệu bằng đá sa thạch và bộ sưu tập khuôn đúc gồm 11 món. Qua cái việc nghiên cứu các nền văn hóa thì cho chúng ta thấy được cái đời sống tinh thần của cư dân nơi đây và cho chúng ta nên gìn giữ cái nét đẹp của nền văn hóa này, tại vì những cái nền văn hóa này sẽ góp phần vào cái sự đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam. Những hiện vật này cũng nói lên một thời mà dựng nước, một thời khai quang mở cõi ở khu miền Nam này. Đợt trưng bày triển lãm chuyên đề Hội ngộ di sản văn hóa ba miền sẽ kéo dài từ nay cho đến hết ngày 22 tháng 2 năm 2020 tại Bảo tàng An Giang.